Bốn người trong cùng một gia đình tại tỉnh Sơn La đã phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn nấm rừng. Theo chẩn đoán ban đầu tại Sơn La, cả bốn người đều có dấu hiệu suy gan. Hiện hai người cấp cứu tại Sơn La, hai người khác bao gồm bố và bé trai 10 tuổi đã được chuyển xuống điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó cháu bé bị tổn thương gan rất nặng sau khi xét nghiệm xác định loại nấm mà gia đình ăn có chứa độc tố amatoxin. Biểu hiện rõ và sớm nhất sau khi ngộ độc độc tố này là nôn, ỉa chảy, đau thắt bụng, co giật, sau đó là suy gan, tiểu ra máu. Các bác sĩ cho biết đây là thời điểm trung tâm thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc nấm. Do đầu mùa xuân nấm phát triển, nhiều gia đình tại khu vực miền núi thường hái nấm về ăn. Đây là một cái loại nấm độc nhất trong các loại nấm độc hiện nay, có chứa độc tố amatoxin và với hình thù, mặc dù là độc nhất nhưng mà hình thù rất là đẹp và hấp dẫn. Và kể cả với các nhà khoa học thì cũng rất khó có thể phân loại, xác định được đâu là nấm độc hay là không độc. Và loại nấm này thường mọc lên vào mùa xuân khi mưa bắt đầu xuất hiện, và đặc biệt các tỉnh phía Bắc của chúng ta. Năm nào cũng vậy, nếu mà chúng ta không tuyên truyền thì người dân chúng ta lại không để ý và ăn phải. Các vụ ngộ độc là đều có những trường rất là nặng và tỷ lệ tử vong thường khoảng 50%. Và việc điều trị cũng rất là phức tạp, rất là tốn kém.